Những câu thoại tình bể bình trong bộ phim gây sốt Quy Lộ của nữ thần Thanh Xuân Đàm Tùng Vận. Hai nhân vật chính trong bộ phim Quy Lộ có những câu thoại vô cùng cảm động. Nếu phải tìm định nghĩa cho hai chữ chân tình, vậy thì đó chính là câu chuyện của Lộ Thần Tỉnh Bạch Nhiên và Quý Hiểu Đàm Tùng Vận trong Quy Lộ, bộ phim Trung Quốc đang gây sốt thời điểm hiện tại. Họ từng là điều đẹp đẽ nhất trong thời thanh xuân của nhau, nhưng rồi mối tình ấy lại kết thúc bằng sự nuối tiếc. Nhiều năm sau gặp lại, cả Lộ Thần lẫn Quý Hiểu đều vẫn còn yêu nửa kia ra giết. Chính vì thế hai người quyết định yêu lại từ đầu. Tình yêu sâu đậm của Lộ Thần. Tình cảm mà Lộ Thần dành cho Quý Hiểu là thứ tình cảm dạt dào nhưng thầm lặng. Dù hai người chia tay đã lâu, tuy nhiên cô chưa bao giờ đánh mất vị trí trong trái tim anh. Lộ Thần là một chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm mạnh mẽ can trường. Anh từng đối mặt với những gian nao mà người thường khó lòng chịu được. Thế nhưng dù sở hữu sức mạnh ý chí phi thường, anh vẫn chẳng thể kiềm chế lòng mình mà nghĩ đến cô khi mỗi khi uống rượu. Lần đầu gặp lại tình cũ sau quãng thời gian chia tay, Quý Hiểu đã hỏi Lộ Thần rằng anh còn nhớ mình là ai không? Đáp lại, Lộ Thần bảo, nhớ chứ, có hóa thành cho bụi anh cũng nhận ra em. Trái tim của Lộ Thần mãi mãi chỉ có Quý Hiểu, vì thế mà khi hai người một lần nữa được ở bên nhau, anh đã xác định rằng cô phải là vợ mình. Tuy nhiên Lộ Thần cũng hiểu bản thân là một công việc vô cùng nguy hiểm và có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Anh muốn nếu chẳng may bản thân mình qua đời, Quý Hiểu sẽ có một gia đình hạnh phúc bên người khác, chứ không phải vì giữ mãi hình bóng mình trong tim mà lỡ dở cuộc đời. Lộ Thần rất yêu Quý Hiểu nhưng tình cảm mà cô dành cho anh cũng lớn lao chẳng kém. Trong thế giới của người trưởng thành, họ không thể yêu đương vô tư như thuở còn cặp sách tới trường. Lộ Thần băn khoăn rất nhiều, thậm chí có phần tự ti về gia cảnh của bản thân. Người bạn Mạnh Tiểu Sa và bố của Quý Hiểu đều cho rằng cô xứng đáng yêu một người tốt hơn. Nhưng trong tâm trí Quý Hiểu chỉ có thể Lộ Thần hoặc không ai cả. Cô hiểu tâm tư của bạn trai và muốn Lộ Thần biết rằng dù anh không phải một đại gia giàu có, nhưng lại là người duy nhất có thể mang đến hạnh phúc cho cô. Một người chị em của Quý Hiểu cũng làm cảnh sát nên Lộ Thần đã bảo rằng để yêu họ, nửa kia phải có tấm lòng vô cùng bao dung. Bởi với những chiến sĩ ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho xã hội, một nửa trái tim họ dành cho quốc gia, nửa còn lại thuộc về đất nước. Trong chuyến đi tới Tế Ninh, Lộ Thần nhận nhiệm vụ đột xuất. Suốt cả đêm anh không về, và đó cũng là chọn một đêm Quý Hiểu phải sống trong sợ hãi. Thế nhưng Quý Hiểu tôn trọng công việc và lý tưởng của Lộ Thần. Khi nhìn thấy anh khỏe mạnh trở về, cô đã khóc và nói nơi cầu hôn. Cô muốn hai người có thể nhanh chóng về chung nhà, bởi họ đã quá lãng phí nhiều thời gian. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.